Lưu ý, video này chỉ mang tính chất giải trí, không cổ suý hay cổ vũ cho những hành động xấu nào hoặc đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Đây là một chàng trai siêu giàu có, và đây là một cô bạn tiểu thư nhà giàu, và đây là một cô bé mọt sách nghèo. Nhưng tên đại gia siêu giàu có đó lại phải lòng với cô bé mọt sách nghèo khổ kia. Và điều đó khiến cho cô bạn đó cực kỳ tức giận, nên cô ấy sẽ làm tất cả mọi cách để khiến cho chàng đại gia đó thất vần. Theo bạn, liệu chàng đại gia sẽ làm gì khi gặp một cô bạn như vậy? Đừng quên xem hết video này nha. À, và các bạn đừng quên nhấn like, subscribe và lỗ phía dưới. Và đừng quên lắp chuông bên cạnh nút đăng ký, bởi vì nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều luôn á. Còn bây giờ, bắt đầu video thôi. Let's go! La 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 la. Bây giờ mình phải đi lên trường học thôi nè. Ôi mấy cái xảo ghét bừa bãi vô trường vậy, không biết coi trường này là cái ngôi trường dùng để học tập, để cho người ta có cái nơi đi được giáo dục dữ dùng thôi. Xả ra gì hả? Dẹp gắt vô, ra lên. Trời ơi, nói không chịu nhìn luôn. Dẹp gắt vô. Hello Jimmy mới đi học hả? Tôi mới tới nè, trời ơi, mà bà biết không? Tôi mới tới mà thấy mấy bạn này, mấy bạn nè, xả ra em lưng hết trơn á, là giờ muốn chết gì anh nè. Dẹp gắt vô, ra lên. Không dẹp gắt vô, ra lên. Ôi ơi, Jimmy, giờ tôi với bạn vô đó mày. À, hello. Ủa, sao hồi nãy tôi thấy ông la gì mà dữ vậy ra? Trời ơi, tôi không muốn la đâu, nhưng mà bà nhìn nó đi kìa, bà thấy không? Ngôi trường của chúng ta là để làm gì? Là để học tập, để giáo dục ra những nhân tài, để sau này chúng ta phải sánh vai cùng với các cường quốc Nam Châu. Mà tụi bà nhìn kìa, thấy không? Tụi nó vi phạm vào điều gì? Điều số 4 của 5 điều Bác Hồ dạy, giữ gìn vệ sinh thật tốt. Bà thấy nó không? Này, thỏa ác tùm lum này, thấy không? Rồi, tôi biết rồi. Trời đất ơi, dữ dằn dữ. À bà khoan, hôm qua thầy giao bài tập ông làm hết chưa, hay hôm nay ông bắt tôi làm nữa vậy? Tôi xin trịnh trọng thông báo quảng cáo cho bà biết, hôm nay tự hào vỗ ngực xưng tên luôn. Bài tập ngày hôm qua thầy giao cho tôi chưa làm. Trời đất ơi, ông tin tôi đánh vô đầu không hả? Trời đất ơi, hôm qua thầy giao bài tập mà sao không làm hả? Thì tại vì là tôi thấy bà học giỏi quá, nên là thường người học giỏi là người ta phải làm nhiều bài tập đúng không? Đó là tôi phải để dành bài tập từ ngày hôm qua tới ngày hôm nay để bà làm gấp đôi cho tôi. Trời, tào lao à. Thôi, lát nữa tôi chỉ bài cho, tôi không làm giúp ông đâu. Đi vô làm nè. Trời đất ơi, hứa cho cố vô. Trời ơi, tự nhiên hôm nay không làm bài tập gì hết trơn á. Đặt cho bài. Ủa, khoan, sao đầu kia nghe tiếng gì xôn xao dữ vậy? Ủa, ông con quay tới vậy? Ôi, được rồi. Ôi, chết ra, chết ra. Chị mời vô coi đi chứ. Cái gì vậy ra? Gì vậy? Học sinh mới. Trời. Ủa? Sao học sinh Ủa, mới? Trời, cái bảy là cái bạn học sinh mới mà sao làm rau gùm gà chứ trời. Ủa? Ồ, nói vậy hình như hôm nay lớp chúng ta lại có học sinh mới nữa rồi. Ủa, ông làm gì vậy ra? Trời, đánh gà hết ra. Chỗ này để Jimmy coi à. Trời, tào lao à. Ủa, các bạn ơi, chẳng lẽ lần này học sinh mới có gì đặc biệt lắm hả? Sao lại có một cái bạn màu vàng? Ủa, y như ông luôn nè, ông cùng vàng lè vàng lè. Trời ơi, trời ơi, trường này tôi là đặc biệt nhất rồi, bà cũng là người đặc biệt nhất rồi. Trời ơi, vô học rồi. Rồi, đi vô nè, trời đất ơi. Xin chào tất cả các học sinh đáng quý của ta, các học sinh mà ngày nào ta cũng nhìn mặt. Ta xin tự giới thiệu, ta là thầy chủ nhiệm của lớp các con. Và ngày hôm nay ta mang đến cho các con một tin vô cùng vui, vô cùng sốt dẻo, vô cùng động trời. Đó chính là lớp chúng ta ngày hôm nay sẽ có một bạn học sinh mới. Vỗ tay! Mời em vào lớp! Mời em vào! Vô đi em! Xin chào tất cả mọi người! Mình là học sinh mới! Và các bạn nhìn mình có thể là rất là xinh đẹp. Và một điều đặc biệt ở chính mình đó chính là mình có một siêu năng lực của mình rất là đơn giản, đó chính là mình giàu. Rất giàu luôn. Không phải giàu bằng mình. Em ơi, giàu quá. Để thầy, giàu quá. Được rồi, bây giờ mời em về chỗ ngồi. Em là chỉ cần mở giấy sao thôi, không cần giới thiệu tên tuổi đâu. Giàu thôi là được. Chỗ ngồi đi em. Ở dưới kia có những con chỗ trống rồi, đi em. Nhưng mà thầy trả kim cương cho em được không? Trời ơi, định lấy học phí luôn mà. Nó dài quá. Thôi rồi, chúng ta sẽ vào bài học đầu tiên nha các bạn. Wow, trời đất ơi. Trời ơi, nghĩ sao mà giàu. Trời, khai khai mấy kim cương với tôi. Tôi mới là người giàu nhất cái trường này, ok. Trời ơi, nhìn thấy ghê không? Ôi, ông nhìn kìa, bạn nữ kia mặc đồ màu vàng, cầm kim cương. Trời, chính xinh quá. Mà con không chắc gì đó giàu. Mà nhìn tôi mà thấy đồ tôi từ trên chứ giàu không? Thôi, tôi là người giàu nhất nha. Bạn kia, bạn nhìn, bà nhìn kìa không? Đó, đồ kim cương phét. Trời ơi, nhìn màu vàng đâu, vàng mờ nha. Vàng tôi, vàng đặng, tôi là người giàu nhất.
Rồi rồi tôi biết rồi, ông giàu nhất rồi. Trời đất ơi. Tính ra lớp mình hôm nay có một bạn nữ khá là dễ thương. Chắc lát nữa mình sẽ tự nói chuyện bạn ấy thử xem sao. Thôi đi vô, vô tiếp nè. Ê, bạn tao mới nói chuyện với mày. Đệ, ông làm gì vậy? Trời ơi, mất lịch sử quá à. Thôi, mà muốn nói chuyện với người ta mà. À, tôi chỉ nói nhỏ thôi mà, không học bài đi. Trời ơi là trời. Ê, tôi nói giỡn á, tại tôi mới nói chuyện với bạn. Học bài ơi. Trời ơi, kiểu này tôi đổ cái quần lên đầu thôi à. À, bài ơi, giỡn là cái đứa bài của bà là bị ái ái gì á. Trời, tôi biết rồi nè. La 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 la. Hình như bạn đầu kia là bạn nữ học sinh mới thì phải. Ơ, sao ấy đứng một mình nhìn buồn vậy? Được rồi, mình sẽ chạy tới, mình sẽ làm quen với bạn ấy vậy. Ok. Na. Dạ, chào bạn nha. Bạn gì đó ơi. Ê, bạn có đang lên ăn cấp độ của tôi không? Ai đứng này gì vậy? Ê, không, mình không có ăn cấp độ của bạn. Thật ra thì mình học chung lớp với bạn á, nên mình muốn tới đây làm quen với bạn á. À, xin giới thiệu bạn, mình tên là Simmy, rất vui được làm quen với bạn nha. Ủa, bà học chung lớp tôi hả? Trời ơi, tại vì tôi nhìn trong lớp đâu thấy bà đâu. Tại vì nhìn bà kìa, mặc áo thì gắt cưới rồi, mắt kính rồi, bút mắt cái đó. Tôi nhìn tôi đâu có biết bà có học chung lớp vậy. Tại vì bà biết không, ba mẹ tôi á, nhà mẹ tôi giàu lắm, giàu nhất cái nách luôn. Mà cái nách nó muốn sao luôn hả? Sao mà mới cho tôi vô lớp giàu nè, đó, bà thấy không? Vậy hả? Vậy thì bạn có thể kết bạn với mình được không? Trời ơi, tôi đang bận đếm tiền gần chết luôn nè. Từ tôi đếm tiền coi coi trời. Ủa, sao tôi mất cục rồi? Ủa, từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tôi biết cục rồi, từ. Bạn là người lấy tiền của tôi phải không? Đâu, mình đâu có lấy đâu, mình mới tới đây mà. Sao mình lấy một bạn được, hả? Cái gì, nãy giờ tôi ngồi ở đây là không có một ai đây, có một mình bạn ở đây thôi. Tự nhiên tôi bị mất tiền là bạn lấy chứ ai lấy. Tôi đâu có lấy đâu, sao bạn đánh mình? Ê, làm gì? Bạn có sao không chim? Trời ơi. Bạn làm gì bạn quên bạn tôi? Trời ơi, người đâu đẹp trai vậy? Trời ơi, tình yêu của tôi. Bạn gì ơi? Hả? Đẹp trai quá vậy? Chào bạn nha. Mình là học sinh mới chuyển tới đây. Mình tên là My. Mình thấy bạn đẹp trai quá à. Mình không biết là mình với bạn có được làm quen với nhau không? Được không? Tôi sao? Tôi lắm trời bạn. Nó mới lại nói tôi. Ôi à, bạn nên lỗi bạn nghe ơi à. Sao bạn dám đánh bại tôi? Bạn làm gì vậy? Bạn làm gì vậy? Bạn xin mới. Bạn lại nha. Chim ơi, bà có sao không chim? Trời ơi, người ta quýnh bài vô để quýnh chim nhau nè. Trời ơi, yêu người nè. Này tôi nói bạn nghe nha, bạn làm gì bạn làm, bạn đừng có bao giờ đụng với bạn bè của tôi. Bạn đụng với bạn bè của tôi là tôi quýnh bạn không trừ quán nào nha bạn ơi. Tôi vừa quýnh bạn là bạn nằm bệnh viện 5 ngày 5 đêm mà chưa nghỉ nha bạn. Bạn không lành gì đâu nha bạn. 5 ngày 5 đêm mà nằm bệnh viện là bạn không bao giờ bạn lành hết chứ. Chim ơi, đi tôi dẫn được rồi, đi thôi. Trời ơi. Đi chưa? Rồi, đi nè. Ủa cái gì vậy? Ê, cái con nhỏ nghèo hèn này. Sao bà dám cướp đi người bạn trai tương lai của tôi? Tức thiệt chứ. Một đứa người giàu như mình mà lại không có được anh ta là không thể nào được rồi. Bây giờ mình phải tìm một kế hoạch nào đó để lấy lại được bạn trai của mình mới được. Tức thiệt chứ. Rồi, đây tôi là chị ông gần cả tỷ lần rồi nè. Hello là gì? Đó. Hello là xin lỗi. Chứ cái gì vậy đó? Trời, tôi chị ông trăm lần luôn á. Sao lúc nào hello là xin lỗi là sao? Trời ơi, cái bài dễ lắm luôn á. Trời ơi, bà mới đông cãi với tôi đi. Bà nhìn cái mặt của tôi đi. Tôi giàu chứ tôi đâu có thông minh. Ôi là ông, tôi giàu chứ đâu có ngu. Cái bài tôi chậm tiêu thôi mà. Cái bài dễ vậy mà ông cứ sai hồi à. Rồi, giờ tiếp nè. Rồi, bây giờ tôi chỉ câu khác này. Ông nhớ làm được giúp tôi nha. Rồi, bây giờ đó, bây giờ goodbye là gì nè? Đó. Goodbye là xin chào. Trời ơi, cái gì vậy rồi? Trời ơi, sai nữa rồi. Bài này dễ luôn á. Nhớ tập trung lại giúp tôi nha. Trời đất ơi, là trời cái gì
là xin lỗi, goodbye là xin chào là sao? Không hiểu không luôn á. Thôi bây giờ tôi vô bài mới nha. Đây. Chị Châu ơi, anh Châu ơi. Chị không nghe chị. Đứa nào nè? Tôi nè, Ruby nè, ngày hôm nay á, trời ông biết gì không? Tôi phải đi mấy trăm cây số á, tôi lượn quá trời trở luôn. Hai cái bé xem phim rất là hiếm luôn nên là tôi muốn gỗ là chị. Hả? Vậy bà định ngủ đi coi phim hả? Không. Đúng rồi. Thôi mà. Tôi đi mà. Tại vì ông biết không? Trời xanh mây nắng không bằng yêu tôi đi. Hay là lộn. Đi xem phim với tôi đi. Đó. Tại vì cái vé này tôi săn ghê lắm rồi luôn. Tôi phải mất rất là nhiều tiền để tôi mua cái vé này luôn á. Cái phim gì mà cái phim mới đang chiếu rồi đúng không? Cái phim gì mà cái gì mà tôi chỉ xin hình nhưng mà phải diện đúng không? Ờ đúng rồi. Tôi coi nè, nè đi với tôi nha. Trời ơi ngại quá. Con nhỏ phèn nó, mặc đồ phèn nó, bây giờ ta sẽ lên kế hoạch nè, ta sẽ trả thù ngươi một cái lần nữa. Hừ, dám cướp bạn trai của ta hả? Không biết Ruby đâu rồi ta. Ruby kìa. Xin lỗi, hồi nãy mình bận gọi là bài tập á nên mình tới hơi trễ. Ủa mà bạn hẹn mình lên đây có chuyện gì không vậy? Tôi hẹn bạn lên đây là tôi muốn cảnh cáo bạn. Bạn chị là bên. Hãy tránh xa bạn tương lai của tôi. Tránh xa Siro á. Ủa bà biết bạn đây là cái gì không? Bà đang là trà xanh, bà đang là kẻ thứ ba đó. Bà hiểu không? Ủa trà xanh kẻ thứ ba? Ủa mà tôi với Siro chỉ là bạn thân tốt thôi mà. Tôi đâu phải là làm gì mà có vụ con trai con gái là bạn thân tốt với nhau. Không ấy có vụ đó hết cả. Chỉ có không bao giờ có cái quan hệ gì với nam với nữ cả. Chỉ có hai người đang có mối quan hệ. Lấp ló gì phải sao tôi ơi. Tôi đã biết được sự thật rồi. Thật ra bà đang lợi dụng siro của tôi phải không? Lợi dụng? Biết rõ là. Ủa tôi lợi dụng gì cô ấy? Hả? Tôi có làm gì đâu. Ủa chứ. Nhưng bà nhìn lại bà đi. Mặc áo thì rách, mắt thì cẳng, học thì không giỏi. Trời ơi, thấy bà thấy tôi không? Tôi học hơi bị giỏi luôn đó. Nên là gì vậy? Bà một cái điều quan trọng tôi quên nói bà luôn là bà rất là nghèo. Bà lợi dụng CEO. Tại vì CEO giàu, trời ơi. Tôi là một người giàu, tôi nhìn phát lính giá vậy mày ngoài là tôi biết rồi. Đừng có mà lợi dụng người khác nữa. Tôi đâu có lợi dụng cô ấy đâu trời. Tôi có lợi... Ôi không biết nào ngờ bà là con người như vậy. Từ bây giờ tôi cảnh cáo bà không được lại gần CEO của tôi nữa. Nghe chưa? Tôi... Tự nhiên ngày hôm qua tôi đang đi trên đường, tôi ngước mặt lên tôi nhìn cái biển quảng cáo, tôi thấy màu đen với màu hồng, tôi một cái đốm quá. Chị đánh bạn mất mới để bạn
Sim đánh bạn là chị ơi, bởi vì Sim nhảy nổi cái dai ơi. Trời bạn, Sim làm Sim. Tao nói bà nghe nha. Nói bà nghe nha. Bạn mà cái mặt của bạn mới như thế nào đó, Sim mới ghét, Sim mới đánh bạn, Sim hiền vậy nè. Sao mà đánh ai được? Cái mặt bạn mãi gọi là hụt cái dạng gọi là hắn bảy cô Hồ Văn Minh đó, người ta mới đánh bạn, bạn hiểu không? Bạn gọi là về bằng sửa cái nết của bạn đi. Rồi bạn thấy đầu đừng có đánh bạn. Nè Sim, để tôi nói bạn nghe nè. Đánh người ta đau tai lắm. Bây giờ bà đi theo tôi dẫn bà xuống phòng y tế. Nào khám cái tai. Ok. Mới đầu tháng 7 à. Tức thiệt chứ. Mình chưa bao giờ sống cuộc đời mười mấy năm của mình chưa bao giờ mà phải bị quy trước cái này. Hai người dám làm gì với tôi? Được rồi, hai người hãy đợi đấy, tôi sẽ trả thù. Nhất là con nhỏ mèo Simmy đó. Tức thiệt chứ. La 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 na na na. Đâu đâu? Anh làm cái gì vậy Rose? Trời ơi, em giật mình luôn. Kiểu, ủa Rose người ta sao mình quay qua cái mặt ổng. Ổng dám cái mặt mình. Ôi God. Cái gì vậy Rose? Trời ơi, sao bất thường vậy Rose? Nè ai? Trời ơi là trời rồi. Cái gì vậy? Nhân danh chủ nhân của kẻ có ai quy người lớn trong ngân sách trẻ con, sự thật kỹ có một cái ra lệnh cho ngươi nói thật ngay lập tức. Hình như cái bạn nữ đầu kia là bạn học sinh mới kìa. Dạ. Cái gì vậy? Em chỉ một mình. Ok. Vậy hả? Cho mình xin lỗi nha. Thêm một cạnh để em có. Rồi anh rồi xuống đi, đừng có ngồi trên đầu đâu đó. Rồi anh chuẩn bị cái thành râu gà. Anh tới lấy đồ, lại bắt bắt lại ra. Cứu em gà. Đấy ra. Đánh nhá. Vô đó. Chắc tới cạnh anh bắt râu nè. Anh biết sao mà nhìn con này buồn cười với nồi. Trời ơi. Mày giáo lần nào vô kìa. Ủa tao hả? Quên. Trời. Yêu tạo quốc yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đồng cái tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, kim tốt, bậc hài dũng cảm. Yeah. Nào quân Việt Nam đi. Ủa sao đi vô đây hát vậy? Quân đồng có du quốc. Bước chân dồn vang trên đường gặp gần xa. À không, cắt rồi anh.